Dortmund tự hủy, Bayern Munich vô địch Bundesliga. Dortmund chỉ cần bỏ túi 3 điểm ở vòng đấu cuối trước Mainz là chắc chắn đăng quang Bundesliga. Tuy nhiên, tham vọng đó đã bị đặt dấu hỏi ngay khi phút thứ 15, Andreas Hansen Olsen đã mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 24, Dortmund có cơ hội ngàn vàng để sát bằng tỷ số 1-1 khi được hưởng một quả phạt đền. Đáng tiếc rằng khi đi đặt dưới áp lực tâm lý quá lớn, tiền đạo Sebastian Haller lại dứt điểm hỏng ăn. Thảm họa thực sự ập đến với Dortmund ở phút 24. Hàng phòng ngự áo vàng đã để cho Karim Onisivo thoải mái đánh đầu để nâng tỷ số lên thành 2-0. Ngay sau bàn thua, huấn luyện viên Terzic đã tung cựu binh McElroy vào sân. Những nỗ lực tấn công dồn dập sau đó của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt do công của Rafael Guerrero ở phút 69. Trong những phút còn lại, Dortmund gần như luôn túc trực đủ 10 người bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, họ lại liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội hết sức ngon ăn. Phải mãi đến phút thứ 90+6, trung vệ Niklas Süle có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Dortmund. Tuy nhiên, kết quả này là không đủ khi mà trong trận đấu cùng giờ, Bayern Munich đã có chiến thắng 2-1 trước Köln. Chung cuộc, Bayern Munich và Dortmund có cùng 71 điểm, nhưng Hùng Sám đã vô địch Bundesliga nhờ hiệu số bàn thắng thua tốt hơn. Erling Haaland giành giải cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Mới đây, tiền đạo Erling Haaland đoạt cả giải danh hiệu cầu thủ hay nhất lẫn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 do ban tổ chức giải đấu trao cho. Haaland là cầu thủ đầu tiên nhận cú đúp giải thưởng này kể từ khi giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bắt đầu trao vào mùa giải 2018-2019 cho Trent Alexander-Arnold. Anh cũng là cầu thủ Man City thứ 3 liên tiếp đoạt giải này sau Kevin De Bruyne mùa 2019-2020, 2021-2022 và Ruben Dias 2020-2021. Trước thời này, chỉ có một cầu thủ Man City giành giải là trung vệ Vincent Kompany ở mùa giải 2011-2012. Erling Haaland vượt qua 7 ứng viên khác gồm Kevin De Bruyne, Harry Kane, Matthew Odegaard, Marcus Rashford, Bukayo Saka và Kieran Trippier để giành giải cầu thủ hay nhất. Còn ở hạng mục cầu thủ trẻ từ 23 tuổi trở xuống, tiền đạo người Na Uy thắng giải trước Sven Botman, Moise Kansido, Alexander Isak, Alexis McAllister, Gabriel Martinelli, Odegaard và Saka. Mùa này thì Haaland đã ghi 36 bàn trong 35 trận ở ngoại hạng Anh, phá kỷ lục 34 bàn thắng của Eddie Cole và Alan Shearer. Anh góp công lớn giúp Man City lần thứ 3 liên tiếp vô địch, dù mới sang Man City vào mùa hè năm 2022. Messi ra yêu sách tái hợp Barca. Theo tờ El Nacional, huấn luyện viên Xavi Hernandez của Barcelona rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo đội trưởng đội tuyển Argentina vào mùa hè này để giúp anh tái hợp đội bóng cũ dù El Pulga đã 35 tuổi. Tờ El Nacional cho hay, Messi được cho là đã yêu cầu gã hồng lồ xứ Catalonia ký hợp đồng chiêu mộ hai người đồng đội đã cùng mình vô địch World Cup 2022 tại Qatar nếu muốn anh trở lại khoác áo câu lạc bộ này. Bộ đôi mà Leo muốn cùng anh gia nhập đội Tân Vương La Liga ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay là người bạn thân Angel Di Maria và tiền vệ trung tâm Leandro Paredes. Di Maria sẽ rời Juventus, câu lạc bộ hiện tại của mình vào cuối mùa giải khi hết hợp đồng. Cựu cầu thủ chạy cánh phải của Real Madrid đã quyết định không tiếp tục gắn bó với bà đầm già thành Turin, dù vẫn còn phong độ khá tốt. Bất chấp các vấn đề chấn thương và hiện đã 35 tuổi, thiên thần Di Maria vẫn ghi được 8 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo sau 38 trận trên mọi đấu trường cho Juve. Trong khi đó, tiền vệ trụ Leandro Paredes đã trải qua mùa giải năm nay ở Juventus theo dạng cho mượn cũng chính từ PSG. Cầu thủ này ra sân 33 lần trên mọi đấu trường cho đội bóng thành Turin, ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 1 lần. Paredes đã quyết định không tiếp tục gắn bó với Juventus nhưng cũng không muốn trở lại PSG mùa sau vì sẽ không còn người bạn thân Messi ở đó. Trong khi ấy, Barcelona có thể coi anh là sự thay thế tiềm năng cho Busquets khi lão tướng người Tây Ban Nha sắp chia tay. Bố đẻ kiêm người đại diện của Lionel Messi, ông Jorge Horacio Messi cũng từng chia sẻ thời gian gần đây rằng con trai mình sẽ chỉ quyết định bến đỗ mới trong sự nghiệp khi mùa giải năm nay kết thúc. Barcelona nhận tiền thưởng, thua đội xuống hạng ở Premier League. Với thành tích vô địch La Liga mùa giải 2022-2023, đội chủ sân Nou Camp sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 60,64 triệu euro. Trong khi đó, đội xếp thứ 2 sẽ nhận được 53,51 triệu euro. Đội về đích thứ 3 tại La Liga mùa này nhận được 46,37 triệu euro và đội đứng thứ 4 nhận được 39,24 triệu euro. Số tiền này không thấm vào đâu so với khoản thu nhập 185 triệu euro mà Man City nhận được nhờ thành tích vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Nói cách khác, nhà vô địch nước Anh mùa này nhận số tiền thưởng gấp 3 lần đội bóng vô địch Tây Ban Nha. Nếu so khoản tiền thưởng của Barca với Southampton,
câu lạc bộ xếp thứ 20 ở ngoại hạng Anh mùa này. Con số cũng khá khập khiễng. Đội chủ sân Saint Mary dù rớt hạng vẫn được chia 115,6 triệu euro tiền thưởng. Sức mạnh tài chính của Premier League một lần nữa được thể hiện so với các giải đấu còn lại của bóng đá châu Âu. Tại Serie A mùa này, Napoli dự kiến nhận được khoảng 26 triệu euro tiền thưởng. Con số này bằng chưa đến 1/4 số tiền thưởng của Southampton. Ở Bundesliga, đội bóng vô địch nước Đức dự kiến nhận khoảng 72,2 triệu euro. Không tính ngoại hạng Anh, Bundesliga chính là giải đấu có sự thăng tiến tốt nhất về tiền bản quyền ở châu Âu trong 2 năm trở lại đây. Erik ten Hag sắp san bằng kỳ tích của Sir Alex Ferguson. Hành trình của MU mùa giải năm nay sắp đi đến hồi kết. Họ sớm hoàn thành mục tiêu đảm bảo vị trí cho top 4, nên cuộc tiếp đón Fulham ở vòng đấu hạ màn chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, trận đấu đó vẫn mang ý nghĩa khá đặc biệt với MU. Nơi đỏ thành Manchester có cơ hội san bằng kỳ tích của Sir Alex vào mùa bóng 2002-2003. Cụ thể, trong lịch sử MU, mùa bóng 2002-2003 chứng kiến đội bóng này giành được nhiều chiến thắng nhất trên sân nhà với 27 thắng lợi trên mọi đấu trường. Trong khi đó, quỷ đỏ dưới thời của huấn luyện viên Erik ten Hag đang kiếm được 26 chiến thắng tại Old Trafford. Nếu MU đánh bại Fulham vào ngày 28 tháng 5 tới, chiến lược gia người Hà Lan sẽ san bằng kỳ tích của tiền bối Sir Alex chỉ trong năm đầu cầm quân ở nửa đỏ thành Manchester. Chỉ Man City là có thành tích tốt hơn MU trên sân nhà ở mùa giải hiện tại. Thống kê từ đầu giải trên mọi đấu trường, The Citizen đã thắng 28 trận. Mùa giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 chứng kiến MU thi đấu không hề tốt tại sân Old Trafford. Họ thủng lưới 57 lần khi có tới 22 bàn thua xuất hiện trên sân nhà. Nhưng dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag lại là một câu chuyện khác. Ông đẩy Harry Maguire, người có phong độ không ổn định lên bằng ghế dự bị. Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan còn đem Lisandro Martinez về đá cặp với Varane. Điều này giúp cải thiện số bàn thua của Quỷ Đỏ khi họ chỉ nhận 9 bàn thua trên sân nhà. Liverpool và Man City đều thua MU ở thống kê kể trên. Hai đội bóng này hiện thủng lưới tới 17 lần trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn đội chủ sở Old Trafford tới 8 bàn thua. Chưa hết, sân nhà Old Trafford còn mang tới điểm lành cho Rashford. Tiền đạo người Anh đã ghi tới 13 bàn cho Quỷ Đỏ tại đây trong số 17 bàn thắng bản thân có được ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Tỷ phú Qatar gọi điện cho nhà Glazer tăng giá mua MU. Mới đây, phóng viên Ben Jacob của kênh truyền hình CBS đã tiết lộ rằng Shai Jassim đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà Glazer khi nhà tài phiệt đến từ Trung Đông muốn giành quyền kiểm soát 100% cổ phần của MU. Đại gia người Qatar đã gửi giá thầu lần thứ tư trị giá 5 tỷ bảng vào tuần trước, nhưng con số đó vẫn thấp hơn 1 tỷ bảng so với mức giá 6 tỷ bảng mong muốn từ phía những ông chủ người Mỹ của đội chủ sở Old Trafford. Tuy nhiên, hiện có thông tin cho rằng Shai Jassim đã nói chuyện qua điện thoại với gia đình Glazer khi vẫn quyết tâm hoàn tất thương vụ mua lại MU với số tiền lớn. Còn theo tờ The Mirror, nhà Glazer tuyên bố sẽ công bố quyết định cuối cùng vào cuối tháng 5 năm nay. Như vậy, khoảng giữa tuần sau, các ông chủ người Mỹ của MU, đứng đầu là hai anh em Joel và Avram Glazer, có thể đồng ý bán đội bóng này cho một trong hai nhà thầu Shai Jassim hoặc Sir Jim Ratcliffe. Những nỗ lực gần đây, Shai Jassim có thể tăng giá thầu một lần nữa lên mức 5,5 tỷ bảng. Kèm theo đó, ông sẵn sàng xóa khoản nợ lên đến 500 triệu bảng cho MU và đầu tư vào việc cải tạo sân nhà Old Trafford để nâng sức chứa lên mức hơn 76.000 chỗ ngồi.